Ngày 1 tháng 9, nhiều phương tiện đổ về các tuyến đường quốc lộ qua tỉnh Đồng Nai, khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1 bị ùn ứ giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa đến xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, từ 9 giờ sáng xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau cả chục km. Các phương tiện di chuyển rất chậm để qua được đoạn đường này. Nguyên nhân do người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương đi du lịch ở Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang và một số tranh thủ về nhà nghỉ lễ nên quốc lộ 1 đông đúc phương tiện giao thông hơn ngày thường. Trong khi đó, trên quốc lộ 51, đến hơn 12 giờ trưa, hàng ngàn xe ô tô vẫn nườm nượp đổ về thành phố Vũng Tàu. Riêng đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn gần trạm dừng nghỉ, đoạn qua huyện Cẩm Mỹ, xảy ra sự cố một xe tải bị lật vào lề và lực lượng chức năng đã xử lý hiện trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông.